Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của anh em Tiền Giang mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay tiếp tục mình đi chài kìa mọi người. Làm đi chài cá, chài cá sát với chài tôm rồi có nào mọi người. Hai nước cũng thèm lắm. Mình lấy cái chài nhỏ ra đi chài tôm. Đây. Đây, anh chài mình đây. Đó. Mình ra anh chài cá sát với cái tôm rồi có mọi người. Ông gà thấy tôm chạy cũng bồng bộn đó, nước này ngon rồi chưa, thằng quả mới có không đây, quá ngon rồi. Rồi mọi người theo chân mình nha, đó mình cũng được chạy phát đầu tiên nha mọi người. Mọi người ơi, đầu tiên có ngàn nha, mình tiếp tục thôi. Bắn xà lan nè mọi người, bắn cát quá trời luôn. Rồi mọi người ơi, tiếp theo nha. Hai con nè mọi người ơi, hai con, ba con luôn nè. Rồi, quá đá mọi người. Rồi mọi người ơi, cái này mình chạy được 3 con tôm nhỏ nhỏ không? Đó. Đây, ba con nha. Chút thôi mọi người. Cũng được. Tí không? Đây. Một con. Hai con. Bốn con luôn mọi người. Trời ơi. Cái này được bốn con luôn. Ngon rồi, lắm rồi, ba con đâu vậy, đây, rồi bốn con như mọi người, tiếp tục thôi. Đây. Quá đã luôn. To thiệt. Con này to nè, nãy giờ. Con nha. Đó, đúng rồi, nãy giờ. Còn nó còn nào không đây? Đây, một con nữa. Ôi ừ, đã thiệt. Một cặp luôn mọi người ơi. Đây con nữa nha. Đó, tập được 6 con đó. Rồi mình tiếp thôi mọi người. Quá ngon rồi, này chạy có lý à. Thank you.
mọi người ơi, cái má mình làm được con nữa nè. Đây con cá mè rồi, mè nó xíu đó, mè nó xíu mọi người, xả luôn mọi người, chứ còn cơm nhỏ nhỏ nữa. Này tôm nha, đây tiếp tục con người. Rồi mọi người, mình chơi mới chạy ngoài này nè, con nữa nè mọi người, thầm thầm đó, ngon hay chưa mọi người, đã không đó, nó tí mọi người, 7-8 con rồi đó. Rồi mình ra ngoài này mò mấy hang đá cá lóc kiến cho con nào nha mọi người. Bây giờ là con nào quay cho mọi người xem đây. Có con cá gì mà nó dạng to ghê luôn mọi người, không biết luôn. Nữa nè. Đó, rồi chưa? Đó, đó. Rồi, tiếp tục coi nha. Thêm hai con luôn rồi. Ừ. Rồi mò tiếp thôi, rồi đổ lên đây mình rồi hết hàng rồi. Rồi hết rồi mọi người, rồi hết rồi mọi người, mò mười mấy cái hang, không được ổng ổng ảnh ngon mọi người, 4 con à. Rồi giờ mình đi tiếp tục không mọi người. Mọi người quá nãy giờ mình chài với mò hang này, được bụng bộ mình nè mọi người, hơn chục con rồi nha. Đó ngon chưa. Rồi giờ mình chài vài cái nữa mình lên mọi người. Mình chài cũng có một cái cá nữa cơ. Rồi tiếp tục mọi người, này càng queo đã ra luôn nè mọi người, cái lú mình lồi lên luôn rồi, ai mình thăm rồi không có con nào hết á, chưa thăm 12 chữ ngục rồi thì lên 22 chữ ngục có con nào, 22 ngục nước nhiều quá mình không có thăm, rồi mình chạy giải thoát nó lên nha mọi người.
con mọi người. Rồi, bấm coi nha. Mình lại mình thăm 12 cái ngọc mình chạy thắt cuối mình lên thôi mọi người. Bây giờ chạy thêm mấy chục phát nữa. Chưa có làm gì ạ. Ây da. Chạy quẹo. Con, đó. Mấy con rồi mọi người. Wow, wow. 5 số con luôn. Quá đã mọi người. 5 số tôm luôn. Có lý vậy. Tôm mà không có tép. Rồi, mình ơi, không có lý nha. Chục con. Rồi đồng này coi. Ở giữa nè, ở giữa chắc có lý hơn. Ô, ôi, 5 cái con nữa mọi người. Đã quá. 4, 5 con nữa. Con. Ô, cái này ít hơn mọi người. Cái này có 2 con. Tiếp nó nhỏ không mọi người, nó còn chết đó, có lý rồi. Đầu cuối cùng đây con này đây. U 2 con mọi người, 2 con còn nữa, có lý nữa. Đây, 2 bà con nha, chút chút không, mấy con cua. Rồi, 5 con nha. Rồi, mình đặt xong rồi nha, đặt lại đó, hy vọng mai sẽ có tiếp, mai mốt sẽ có tiếp. Đây, quả của mình đây, ngon chưa? Hết tí luôn. Rồi, rớt. Rồi, còn cái này nữa, mình ăn cái này nữa mọi người. Cái này nữa, cái này xài cái phát cuối, mình xem mình lên nha. Tay một con càng mọi người ơi, hả? Đây một con nha, bắt nó ra, một tay bắt nó ra luôn. Ngon mọi người,
cái gì vậy? Chưa, còn sáng mà người này, bà con nha. Ốc to. Bán mình đó. Mình vô kèn luôn. Cũng lại thăm cái lúc này luôn á. Con nào? Bóng không? Nhìn con cái xác này nha. Có mấy con này, mấy con rồi, mình bỏ nó luôn. Mình ra đây mình cạp cái này mình lên nha. Rồi, rồi mọi người rồi nha, hoa cúi cây xong không có còn gì hết, không có còn nào đâu mọi người. Rồi mọi người giờ chuẩn bị lên thôi nha. Đây, lớn rồi nè. Đó. Rồi thành quả của mình đây mọi người, đây cái chài càng này phải tôm với cá xác không mọi người, cá không dính nè, với cá không dính mọi người. Rồi đây thành quả của mình nè, chài mò với đậu lú, đậu mò hai cơ ngục điện như đây tôm nha, cũng ngon rồi, cũng ăn còn bóng nè mọi người. Đó, con còn tôm bự mấy tôm cầm cong rồi, ngon nha mọi người, ngon rồi đó. Đây đã đó, nhà của mình đó, từ sáng tới giờ đó. Rồi giờ mình chuẩn bị lên thôi, nước lớn mình mong giờ mãi mình tắm cho mình lên nha mọi người. Rồi mọi người, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like, chia sẻ giúp anh em nha. Mọi người ủng hộ anh em nha. Bye bye mọi người. Ôi, mình bắt tôm lên thôi nha mọi người. Nó càng queo luôn, nó sao đẩy xuồng cho nó. Nó cạn ra chưa. Còn chút nữa nước lớn mình đẩy vô luôn quá.